Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Lợi dụng tình hình người dân tất bật chuẩn bị cho năm mới, những kẻ tham ăn nhát làm đã thực hiện hành vi trộm cắp của mình một cách trắng trợn hơn. Điều đáng nói là đến cả một con gà chúng cũng không tha. Vì bức xúc trước hành động này, một người dân đã nổi cơn thịnh nộ và gây ra một sự việc đáng tiếc, để rồi từ nạn nhân lại trở thành bị cáo. Chi tiết như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án giết người đối với các bị cáo Phan Văn Nhật, 24 tuổi và Huỳnh Minh Cường, 24 tuổi. Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 11 tháng 1, Lâm Nguyễn Tuấn Đạt, Lê Công Còn, Trần Văn Chiến và Sơn Minh Hoàng trao đổi thống nhất đi trộm gà để bán lấy tiền tiêu xài. Nửa đêm, cả nhóm chạy hai xe máy xuống thị trấn Ngã Bảy, Hậu Giang, phát hiện một ngôi nhà có nuôi gà nên leo rào vào trong thì bị chủ nhà phát hiện, cả nhóm tháo chạy. Sau đó, nhóm này phát hiện nhà của ông Phan Thống Nhất có nuôi gà nên cả nhóm đã dừng xe cho Hoàng và Còn vào trộm gà. Sau khi trộm được hai con gà trống, cả nhóm lên xe chạy về hướng Cần Thơ. Vợ của ông Nhất phát hiện bị trộm gà nên cho ông biết. Ông Nhất vào phòng nói cho Nhật, con của ông và Cường nghe. Sau đó, Nhật và Cường chạy vào lấy hai con dao tự chế, lên xe máy để đuổi theo nhóm trộm gà. Khi tiếp cận, Cường chém vào tay của Còn đang chạy xe, làm cho Còn ngã xuống đường. Khi thấy Còn và Đạt ngã xe, Nhật và Cường đã lên xe về nhà ngủ. Còn được Đạt đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 12 tháng 1 thì đã tử vong. Đạt bị thương tích nhẹ. Hôm sau, Nhật và Cường đến công an đầu thú. Theo kết luận giám định, Còn tử vong do mất máu cắt vì vỡ gan, vết đứt mu bàn tay do vật sắc bén gây nên. Viện xét xử sơ thẩm vào tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã xử phạt Nhật 6 năm tù, Cường 5 năm tù về tội giết người. Sự việc gây ra nhiều tranh cãi khi người bị mất trộm lại phải ngồi tù. Vụ việc như một hồi chuông nhắc nhở đối với người dân, nếu có nóng giận đến mấy cũng không được gây ra án mạng vì hậu quả để lại là vô cùng đáng tiếc. Tiếp theo là vụ việc một người đàn ông vì tranh chấp tiền bạc đất đai mà tàn sát cả gia đình nhà vợ. Chi tiết như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 30 tháng 9, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Hải, 37 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh về hành vi giết người. Hải là đối tượng gây ra vụ án mạng tại ngôi nhà của bà Nguyễn Thanh Vân, 71 tuổi, là mẹ vợ cũ của Hải ở số 59, ngõ 141, đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập. Vào khoảng 13 giờ ngày 28 tháng 9, bà Vân đang ở trong nhà cùng hai người con gái là chị Bùi Thị Quyên, 40 tuổi và Bùi Thị Nhi, 47 tuổi, thì bất ngờ bị Lê Minh Hải xông vào nhà dùng dao truy sát. Ba nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Nhi và chị Quyên đã tử vong. Sau khi gây án, Hải đã điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm đã bỏ lại xe máy trên tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, rồi bắt xe khách về huyện Hưng Yên, Nghệ An để lẩn trốn. Đến 18 giờ 10 cùng ngày thì Hải đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hải khai do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ trong việc chia tiền mảnh đất vừa được tiền đền bù từ một dự án làm đường nên đã gây ra vụ truy sát. Mảnh đất này trước đây Hải được gia đình bên vợ cho để xây dựng nhà ở. Theo cơ quan điều tra, Hải kết hôn với chị Bùi Thị Duyên, con gái út của bà Vân và có một con trai. Trong thời kỳ hôn nhân, Hải được bà Vân cho mượn đất ở tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh để sang nhà ở. Hải mở tiệm sửa xe máy ở phường Nam Hà. Vài năm sau, do mâu thuẫn, Hải và chị Duyên đã ly thân và sau đó gửi đơn ly hôn lên tòa án ly hôn. Người vợ sau đó ra miền Bắc để làm việc, Hải đưa con trai thuê phòng trọ tại phường Nam Hà. Gần đây, Hải và một số thành viên trong gia đình bà Vân xảy ra tranh cãi chia tiền bạc liên quan đến miếng đất mà trước kia bà cho vợ chồng Hải mượn để xây nhà. Sáng ngày xảy ra sự việc, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã gửi quyết định đồng ý cho vợ chồng Hải thuận tình ly hôn. Hải sau đó gọi điện thoại cho chị Duyên, hẹn trưa cùng ngày gặp nhau để chia tiền. Tuy nhiên, gia đình bà Vân trả lời rằng phải chờ chị Duyên ở Hà Nội về rồi mới chốt giao dịch. Nghe mẹ vợ nói thế, Hải nghĩ đã bị lừa tiền nên lên kế hoạch để mua một con dao mang đến nhà bà Vân. Nếu không giải quyết được vấn đề tiền bạc, sẽ tấn công gia đình nhà vợ. Đến 13 giờ cùng ngày, Hải bỏ một con dao bầu trong cốp xe máy, đi đến nhà bà Vân để chia tiền. Tại đây, hai chị vợ đã chuẩn bị 169 triệu đồng để chi cho Hải. Tuy nhiên, trong quá trình thỏa thuận, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, to tiếng cãi vã. Hải ngay sau đó đã mở cốp xe máy để lấy con dao bầu vào tấn công bà Vân và hai người chị vợ. Hậu quả, chị Nhi và chị Quyên tử vong, bà Vân bị thương, tổn hại sức khỏe 8%.
Sau khi gây án, Hải bỏ trốn ra huyện Hưng Yên, Nghệ An. Sau 5 giờ đồng hồ bỏ trốn, Hải đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tại phiên tòa xét xử, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi được cho lời nói sau cùng, Hải tỏ ra hối hận và gửi lời xin lỗi đến bố mẹ và gia đình vợ cũ. Hải bày tỏ nguyện vọng nếu phải đền bù bằng tính mạng thì xin được hiến xác cho nền y học nước nhà. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hải mức phạt tử hình. Ngoài ra, hội đồng xét xử buộc Hải phải bồi thường cho gia đình chị Nhi và Quyên hơn 400 triệu đồng, cấp dưỡng mỗi tháng hơn 700.000 đồng cho ba người con của hai nạn nhân đến hết 18 tuổi. Hiện, Hải đã ủy quyền cho mẹ bồi thường cho hai người bị hại hơn 90 triệu đồng. Nhìn nhận về vụ án đau lòng này, luật sư Vũ Anh Tuấn, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ truy sát người thân trong gia đình với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây kinh hoàng trong dư luận. Theo đó, có những vụ án điển hình như, vài năm trước, người dân phát hiện có 3 người trong cùng một gia đình. Trong đó có người vợ 31 tuổi, đang mang thai ở tháng thứ 8 và con gái 14 tuổi đã chết trong một phòng trọ tại phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Người chồng 35 tuổi, quê Thanh Hóa, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ bởi một sợi dây dù. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng đã nhận định do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, người chồng đã dùng dao tước đoạt đi tính mạng của vợ con, sau đó dùng dây để treo cổ tự tử. Hay như vụ việc của ông Nguyễn Văn Đông ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, sát hại 4 thành viên trong gia đình của em trai. Nguyên nhân được cho là tranh chấp mảnh đất do bố mẹ để lại. Hoặc như vụ sát hại gia đình của em gái tại tỉnh Thái Nguyên mà nguyên nhân chính được cho là mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc. Có thể thấy, nguyên nhân của những vụ án mạng liên quan đến người thân chủ yếu thường xuất phát từ những mâu thuẫn liên quan đến lợi ích vật chất. Nó được tích tụ qua thời gian và ngày càng tăng lên cùng với sự bức xúc dẫn đến thiếu kiềm chế của bản thân. Khi lên đến đỉnh điểm, nếu các bên không lựa chọn giải quyết bằng pháp luật thì sẽ bùng phát ra bằng việc sử dụng vũ lực. Khi đó, tình nghĩa ruột thịt cũng không còn ý nghĩa. Cũng theo luật sư Tuấn, áp lực cuộc sống hiện nay đã tác động vào xã hội, vào con người rất quyết liệt. Sức ép về việc làm, về mưu sinh, tranh chấp tiền bạc đã chi phối, làm thay đổi giá trị sống của một bộ phận người dân, dẫn đến lối sống thực dụng, ích kỷ và vô cảm. Điều này khiến cho một số người sống vì lợi ích cá nhân, đó là con người cùng sống trong một gia đình lạnh nhạt với nhau. Do đó, nếu phát sinh mâu thuẫn, họ dễ dàng tìm đến cách xử lý mang tính bạo lực để giải tỏa những bức xúc, vì không quan tâm đến nỗi đau của người khác, dù là người thân dưới một mái nhà. Giết người thân là một nỗi đau đớn không chỉ có chính gia đình nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của cộng đồng. Do đó, để ngăn chặn tình trạng này, cần có một sự vào cuộc của những đoàn thể xã hội đối với những gia đình tiềm ẩn mâu thuẫn. Chính quyền địa phương cần phải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật của những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, cơ quan công an cần phải tăng cường nắm tình hình, phát hiện, giải quyết sớm, triệt để những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình, dòng họ ngay từ ban đầu, chủ động hòa giải không để xảy ra xô xát dẫn đến án mạng. Có như vậy thì mới ngăn chặn được những vụ việc đau lòng xảy ra trong tương lai, luật sư Tuấn nhấn mạnh. Tên của những nhân vật trong vụ án đã được thay đổi. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!